Hello anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ. Chúng ta tiếp tục nào. Hôm qua thì tôi ra đây và tôi phát hiện ra là cái máy này rất giống cái máy có thể ép được dầu. Sao nào? Đây này, cái chỗ này đặt được vào này. Đấy, lên cho hạt hướng dương vào đây là xong. Nào, quay tay nào. Mạnh lên. Lên. Đấy. Phải mạnh mẽ nó mới chảy ra chứ. Rồi. Ok. Đã có dầu. Nhìn chỗ này kiểu khoan, dẫm lên nó có sập xuống không? À không sập. Anh đang chặn cửa. Ở đây có vừa có mũi tên. À chỗ này chắc là tụt xuống. Tụt xuống chỗ hôm qua. Thôi được rồi. Hello. Chào em. Ôi. Khổ thân. Con bé hết pin rồi. Thằng này nó muốn lấy pin. À pin ở cái máy bán hàng ở chỗ anh què. Rồi đi xuống. À đây là lại về đây rồi. Mở cửa xem nào. Từ từ tôi đi xuống thử xem là hai mấy cái thằng hôm qua nó bị chết đuối trong kia chưa. Tập trước mình xả nước vào đây, bọn này nó bị ngập hết. À đây, nó vẫn bị ngập trong đây. Vợ mình đây. Thôi chắc là đang không làm gì ở đây được rồi. Vợ thì bị nhốt ở trong. Cái phòng ngoài thì ngập nước, không mở ra để cứu được. Không biết câu chuyện sẽ còn đi tới đâu. Hồi xưa tôi không hiểu sao tôi không chơi những game như này. Những cái thể loại giải đố này hồi xưa đối với tôi nó là một cái gì đấy nó rất là thiếu hấp dẫn. Nhưng mà đến bây giờ chơi thì lại thấy nó khá hay. Anh ơi, giàu đây. Tha hồ nhá. Giờ thì trơn, chân tuột. Rồi. Ấy à, nhún mạnh vào. Có dầu rồi lo gì. Cho mình cái vé. Cái hình này nhìn quen quen. À, cái hình này ở cái bảng. Ở trên cái bảng. Ở cái chỗ mình đuổi con cú ấy. Nó có cái biển Leon, nó có cái hình này. Chắc là đây là vé vào cửa rồi. Đây, sao là mua được pin không. Đây này, 1 đồng bằng 1 cục pin này. Mà cái hình đấy hình như là kiểu của những cái trung tâm máy chơi điện tử thùng hồi xưa ấy. Rồi bây giờ tôi vào đấy. Chắc chắn là kiếm xù ở trong đấy rồi. Không thể nhầm được. Đây này, hình điện tử thùng đây. Anh ơi, vé anh ơi. Ngon. Vào thôi. Có 3 cái máy thùng. Rạch tạch 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 tạch. Nhún vai vậy. Rạch tạch 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 tạch. Không được. À máy phát điện đây. Chắc phải có máy phát điện. Lên phát điện này. Cần gì đây. À cái cần hình như là cung cấp cho số 1, số 2, số 3. Đúng rồi, nó đang ở số 1. Cung cấp cho máy số 1. Trò gì đây. À, ấn ASD để chơi được này. Thế thì mày chết rồi con ạ. Ấn mùng chuột thì anh còn sợ chứ còn. Có 3 vạch gì đây? 3 vạch này, 3 mạng à? Đây là trò bắn ruồi hồi xưa ở trên máy 4 nút đây mà. Hình như nó vừa hạ xuống đúng không? Đấy, tôi thấy nó hạ xuống mà. À, trò này phải bắn nhanh không là nó hạ xuống. Thế đi. Rồi. Ui 1.000 đô. À 1.000 điểm thì bằng 1 đô. Tức là mình phải đánh được 1.000 điểm thì mình mới được 1 cái đồng xu. Cố lên. kìa. Nào, cẩn thận nào. 383 điểm rồi. Thế thì cũng nhanh thôi, thêm khoảng 2-3 lần nữa là được. Cái con này. Nhanh bật nhanh nó hạ xuống. Này phải bắn đều chứ không là nó hạ xuống chết mất. Nó hạ xuống nhanh ấy nhỉ. Hình như là nhanh hơn những lần đầu thì phải. Nhưng mà ba cái trò trẻ con này, trẻ con 3 tuổi nó còn chơi được, nói gì game thủ kỳ cựu như tôi. Nào bắn cẩn thận nào. Rồi, 2 lần nữa là đủ. Nào 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 nào. Trăm 700 bắn cái máy bay đỏ như được nhiều điểm hơn thì phải, bắn cái đĩa bay đỏ. Rồi 780 rồi, lần này nữa đâu là đủ 1000 điểm. Trở về với tuổi thơ dữ dội. Hồi xưa, hồi học cấp 1, lúc mà tôi khoảng 7 tuổi, thích về quê lắm. Về quê chả có gì, nhưng mà có một nhà của chú họ tôi mở quán điện tử 4 nút. Cứ về là được ra đấy chơi miễn phí. Rồi. Tiền đâu? À đây. Tốt. Game này mà rating chắc là phải là rating cho tuổi teen đấy, có cờ bạc mà. À từ từ. Xuống em ơi. Xuống. Cái này chơi rồi, mỗi trò chơi lần thôi. Rồi. Rồi, trò số 2. Trò gì đấy? Chữ U, chữ cờ bằng chìa khóa là sao? Chữ... làm gì có chữ U nào? Mà như nào? À, cái này chui ở đây thì di chuyển được cái này. Như nào? À, hai cái lồng vào nhau thì là sẽ là chìa khóa mở cửa. Rồi, qua một màn 2. Thế sao nào? Làm sao để cái này lồng được vào nhau? Tức là phải đưa cái này lên trên à? Cho cái này xuống dưới này. À hiểu rồi, hiểu rồi. À không được. Như nào đây? Cho cái này xuống dưới. Cho cái này sang. Rồi. Ui giời ơi. Ôi giời, tưởng gì. Này thì sao? Này thì chắc chắn là phải di chuyển cái này sang rồi. Phải đào chỗ, đào chỗ hai cái này cho nhau. Cho này vào đây, cho này sang đây. Đấy. Hình như là xong rồi đấy. Xong. Màn cuối. Hình như là đang sai rồi. Sai rồi. Tức là phải đưa được cái này sang cơ. Tôi nghĩ là bây giờ phải đưa được cái này lên trên. Muốn đưa cái này lên trên thì phải lồng nó vào trong đây. Muốn lồng nó vào trong đây thì phải như nào? Không lấy được cái này về. Cái này không được phép sang đây rồi. Cái ô này sang đây là không được. Mà thôi chết rồi, ngu rồi. Sao tự nhiên mình lại mắc ở đây được nhỉ? Đây. Đây, cái này lên trên rồi, hiểu rồi. Thế thôi mà loay hoay và thêm 1 đồng nữa. Rồi, trò số 3 là trò gì, lấy nốt xem nào. Ôi vãi, hỏng rồi. À, chỉ lấy được 2 đồng thôi, 2 đồng tiền có đủ mua pin không nhỉ? Tôi nhìn cái pin, cục pin của thằng kia nó nghĩ ấy, nó to gấp đôi cái cục pin của mình mua trong cái máy ấy. À, cứ mua trước 1 cục xem như nào. Thằng này nó hưng phấn quá. Sau khi dùng dầu ăn, Tường An đã có thể đi lại được. 1 cục. Tôi nhìn cục pin này nó có vẻ hơi bé. Mà cái lối đi kia là đi từ đâu ấy nhỉ? À đây, đi từ đây. À không được. Cái xe của mình nó đang ở phía trên mà. Làm sao phải lên được trên kia nhỉ? Quay lại cái chỗ mình nhảy xuống xem. Đây. Thế mà cái lúc đầu không leo lên luôn. Đây ngay pin đây. Đừng khóc, đừng khóc. Cháu nó chỉ hơi ốm tí thôi. Hôm nay tôi hơi ốm nên là... À, từ từ. Anh ơi, pin đây. Hai cục cơ. Đúng là 2 cục thật. Anh làm mất thời gian của em quá đấy. Thiệt sư anh. Đi mua thêm cục nữa. Nhanh nào, chạy nhanh em. Mua thêm cục pin nữa. Đấy, đây là bây giờ nó thành 1 đôi pin. Ở đúng, đồ chơi hồi xưa thì mình muốn chạy thì đa số là tất cả đều dùng 2 cục pin. Lên rồi. Đây, khổ. Thằng này là thằng thuộc đội bảo vệ, đội cái mũ xanh xong rồi có cái bóng điện bên trên này. Sao? À, lại còn thế nữa. Tránh ngay ra, đừng có lằng nhằng. Vãi. Mở cửa. À đây. Em xin lỗi anh. Rồi. Câu đố này. Ở sau nó khuất một cái gì ở sau cái lá này. Anh em nhìn thấy không? Chắc là bây giờ là tôi phải làm sao để tôi cho cái lá này nó xòe lại chỗ khác. Đây có một cái máy camera nhá. Đây có một cái hộp. À đây. Máy hút bụi tự động ạ. Hiện đại thế. Đây là cái gì? Con chip chìa khóa à? Không phải. Thử ra. Xem nào, trên con này còn cái gì không? Hết rồi. Đi đây. Đây. Giật cái lá xuống là xong. Hình ngôi sao 11. Hình ngôi sao. Đây đúng số 11 đúng nhỉ? Số 11 rồi. À, xem nó có cái gì. 11 là hình ngôi sao. Đây mất cái bóng này. Tôi đoán là mình phải kiếm thêm 2 cái bóng nữa để mình gắn vào đây. Bây giờ những cái nào không cần bóng, bóng ở vị trí đấy. Sao cái nào cũng cần cái nào cũng cần bóng điện ở cái chỗ đấy vậy? À đây. Đây là bóng điện mà. Từ từ. Cái hình này đang không cần này. Từ từ sang cái gì nữa. 2 đường chéo, 2 đường gạch, 2 đường chéo nữa. Từ từ, nhầm. Đây mà. Ơ chà. Thế nào? Rồi. Là sao? Là nó lên tầng khác rồi à? À. Đây là tầng 0. Lên cái tầng này là mẹ gì? Tôi chết rồi, không vào lại được rồi. Điên thật. Cái thang nó trở về chỗ cũ ạ. Từ từ hỏi anh này xem là anh có bóng điện không. Anh ơi. Anh ơi. Không tác động được gì vào anh nữa. Để xem nào. Còn cái hình này nữa. Hình này lên tầng 1. Tầng 0 là ở dưới. Cái này là tầng 0 nhá, tầng 0 là cái chỗ mà mình vừa đi lên cầu thang ấy. Tầng 1. Đây là tầng 1 à? Từ xem này. Xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. À đâu, mình đang ở tầng 1 rồi mà. Em muốn lên được tầng 11 là phải ghép ra hình ngôi sao. Ghép ra hình ngôi sao mà. Hình ngôi sao thì chắc chắn là phải cần cái bóng điện ở chỗ đấy thôi. Có tháo cái ở đây ra gắn lên trên được không nhỉ? À ừ, không cần. Đùa chứ. Mình cứ tưởng là phải cần cái đấy. Đây rồi. Ôi, sao nhìn nguy hiểm này. Hôm nay chơi đến đây thôi nha anh em nhé. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.